Trường Đại học Tây Đô Ý nghĩa logo Tên gọi logo Trường Đại học Tây Đô Hoa sen nở nằm trong màu xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, hay còn gọi là logo hoa sen. Logo hoa sen có những cánh hoa là những trang sách mở, giữa hoa sen có cánh sen chỉ lên biểu tượng cho ngòi bút, cuốn sách và ngòi bút tượng trưng cho trí tuệ. Những cánh hoa sen trong logo được tạo dáng trẻ trung, năng động. Logo có phòng màu xanh lá cây tượng trưng cho màu xanh của đồng bằng sông Cửu Long. Hoa sen nở nằm trong màu xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi thiên nhiên ưu đãi, nền màu xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long là màu xanh bất tận, những cánh hoa sen màu hồng hòa hợp với màu xanh tạo nên sự tươi xanh, đem lại sự phát triển bền vững trong sự nghiệp giáo dục của trường đại học Tây Đô. Hoa sen đẹp bởi sự bình dị, không lấm bẩn bởi bùn lầy, là biểu tượng của sự tinh khiết thanh cao, là trang sách đang mở ra với báo tri thức của nhân loại, là niềm hy vọng một thế hệ mới trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết học tập, rèn luyện và phấn đấu vươn lên không ngừng. Sự nghiệp trong người bắt nguồn trước hết là cái tâm sau đó là trí sứ mệnh của môi trường giáo dục trường đại học tây đô cũng vậy hoàn thiện nhân cách là điều cốt lõi hoàn thiện trí thức là điều chính yếu logo hoa sen đã thể hiện rõ mục tiêu đào tạo con người toàn diện của trường đại học tây đô những con người vừa hồng vừa chuyên luôn dồi dào sức sống và sẵn sàng phục vụ công hiến cho quê hương đất nước đúng với tiêu chí đạo đức tốt học tập tốt sức khỏe tốt kỹ năng tốt và hội nhập tốt của học sinh sinh viên việt nam trong thời đại ngày nay